Xin nói tiếp. Cổ đức thường nói, sanh ký tử quy. Coi cuộc đời hiện tại là một quán trọ, con người là lữ khách, đến để rồi đi. Có người nào không điên mà cứ đem hết tiền của, cẩn thận trang hoàng căn phòng khách sạn mình chỉ mướn có vài ngày đêm? Làm sao lại gọi chúng ta là lữ khách? Lữ tức là đi ở trọ. Ở trong bụng mẹ đi ra một thời gian, thế rồi nói rồi cười, rồi chợt một cái hơi thở nó ngừng lại, thế là cứng đơ. Chỉ cần cái hơi thở nó ngừng, nó hết cái gió, thế là thôi, hết nói, hết cười, hết đi, hết lại. Bao nhiêu những cái nói cười đi lại hoạt động, những cái mà ta cho là cái khôn ngoan tài đảm của ta đó, hễ cứ cái hơi thở nó ngừng thì còn. Cho nên tất cả những cái thuộc về gió, Phật chỉ gọi là cái gió động. Đấy. Thế cho nên chúng ta chỉ là người khách trọ, làm thân có người, trọ tạm vào cái thân người này. Thế rồi ngày mai cái thân này nó tan đi, cái tinh thần phải đi nơi khác. Cho nên cuộc đời chúng ta bây giờ là khách trọ. Bây giờ đây cái cảnh làm người của chúng ta là cái khách sạn tạm bợ. Mình chỉ ở, đến đây rồi thế nào cũng phải đi. Bởi vì cái xương này nó sẽ long, nó sẽ rụng. Cái thịt này nó sẽ mùn tàn. Thân này nó sinh ra thì mai nó phải tan đi. Cho nên nó là cái không có thật. Cho nên cái nghiệp làm người, cái quả báo làm người của mình nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thế cái câu này là định nói cái gì nhỉ? Đi thuê cái căn, đi thuê cái nhà trọ, thuê có 2 ngày mình ở tạm, thì mình làm tạm thời rồi lại đi nơi khác. Thì bây giờ ta thuê có 2 ngày để ta ở tạm, thì ta có dốc hết, mang bán cả nhà cửa tiền của, bắt con cái dốc hết tiền mang lên để trang điểm cái căn nhà ấy, có ai làm cái việc ấy không? Tại sao lại không làm? Tại sao mình ở nó mà mình không trang hoàng, mình không tận tình, mình trông nom cái căn nhà ấy? Tại sao lại không? Nó là của người ta, mình chỉ ở có vài ngày thôi rồi mình đi. Đấy, thông thường là không có ai bận tâm đến cái căn nhà khách sạn đấy cả. Thế là thông thường. Thế thì ở đây cái căn nhà khách sạn ví với cái gì? Ví với cái cuộc đời hiện tại của mình bây giờ đây. Những các vị mà người ta biết nó là giả tạm thì người ta không bận lòng. Như chị em chúng mình đang sống ở Hương Sen đây đã. Ví dụ như Cát Tường chê trách Khải Phước. Nếu Khải Phước biết là hai chị em mình là khách trọ, mai đây sẽ chia tay, thì Khải Phước có giận không? Có phiền trách nhiều không? Cô nói gì thì nói, thôi mai tôi cũng đi đường tôi, mà chính cô cũng đi đường cô. Vậy thì hai người có tranh cãi với nhau lâu không? Thế đấy. Thế bây giờ ví dụ như Giác Tú khen ngợi Khải Phước rất nhiều thì Khải Phước của Phước với Giác Tú ấy, có kết thâm tình với nhau không? Vì sao? Biết là ngày mai chị đi đường của chị, tôi đi đường tôi, chúng ta không gặp nhau nữa. Vậy thì có kết nghĩa thâm tình với nhau được không? Đấy. Bởi vì biết rằng đây là cái chỗ mình ở qua. Thế cho nên lo cái ngày mai, lo cái ngày mai mình phải tìm đường mình về cõi Phật. Chứ thế gian này không có gì là thật cả. Thế thì ai nói mình cái gì mình cũng bỏ qua. Đối với người khen mình cũng cảm ơn nhưng mà bỏ qua. Với người chê thì mình cũng biết là người ta ác cảm thì thôi, mình cố mình làm cho người ta vui lòng. Bởi vì rồi người ta đi đường người ta, mình đi đường mình. Cái việc cần yếu ấy, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu tài sản tinh thần ấy, thì lo mở đường giải thoát, tìm cái đường ngày mai, cái lối mà về đến cảnh Phật. Chỉ có cái người nào không biết
đây là cái cảnh chúng ta đang ở trọ. Cứ cho là mình đang ở đây là nhà mình, mình sẽ ở với nhau lâu dài, cho nên bực bội, tức tối, hết chuyện này sang chuyện khác, không an. Còn nếu biết là mình đang ở trọ với nhau thì cái gì cũng bỏ qua, mà phải đem hết cái tinh thần. Đây nói cái tài sản tiền của là nói về phần tinh thần, phải lo tu bổ những cái thiện nghiệp, làm sao có những cái khẩu nghiệp lành, làm sao có cái thân nghiệp lành, để cái ý nghiệp lành này ấy, nó đưa mình về cảnh giới Phật. Đấy là chỗ mình phải đem hết tinh thần, bao nhiêu tài sản tinh thần, mình phải trang nghiêm cái đường giải thoát của mình. Thế thì mới là người sáng suốt, là người biết rằng cái thân này nó là giả tạo. Còn cứ mãi tranh chấp nhau thì đó là bởi vì không biết cái thân này nó giả tạo. Sắp sửa đây mình có thể bước chân ra ngoài sân ngã một cái vỡ đầu, thế là hết chuyện. Vậy thì bây giờ mình tranh chấp với chị em làm cái gì, làm mệt nhọc mọi người làm gì? Nên để cho người ta vui lòng, người ta niệm Phật, người ta cầu nguyện cho mình đi về cảnh giới an ninh. Thế cho nên những các vị sáng suốt nhớ rằng thân này là khách trọ, cuộc đời này là cái quán trọ, chúng ta chỉ sống giả tạm, thì buông hết những cái hư vọng mà lo đem hết tinh thần